mừng 500 anh em đã đến với bản tin yêu thể thao và tôi là MC Thu Hà, rất hân hạnh được đồng hành cùng với các bạn. Với mong muốn mang đến những góc nhìn chuyên sâu về những sự kiện thể thao trong nước và quốc tế, bản tin của chúng tôi sẽ được đăng tải hàng ngày trên website vietnam9.net và trên kênh YouTube V9B giải trí trực tuyến. Các bạn đừng quên là bấm like, share và subscribe nhé. Còn bây giờ sẽ là những thông tin sẽ có trong bản tin ngày hôm nay. Manchester United lại nhận tin dữ trong cơn bão chấn thương. Người đại diện của Gareth Bale tổng xí vả người hâm mộ. Sân trường cùng Buriram bắt đầu chinh phục cả châu Á. Chân sút hàng đầu giải Na Uy muốn làm học trò của thầy Park. Đó sẽ là những nội dung chính trong bản tin ngày hôm nay. Trong bối cảnh MU có một loạt trụ cột bị chấn thương, họ lại phải tiếp tục đón thêm một tin không vui nữa khi Alexis Sanchez có thể nghỉ thi đấu cho đến tháng 5. Sanchez dính chấn thương sau va chạm với trung vệ Jan Bednarek của Southampton tại Ngoại hạng Anh vào cuối tuần qua. Chân sút người Chile buộc phải rời sân ở đầu hiệp 2 để nhường chỗ cho tài năng trẻ Diogo Dalot. Đó là bước ngoặt cho cuộc lội ngược dòng của MU trước Southampton. Tuy nhiên, chấn thương này hiện tại của Sanchez không làm ảnh hưởng đến đội tuyển của Chile trong chiến dịch bảo vệ ngai vàng tại Copa America diễn ra vào mùa hè này. Ê, thiệt sự là bây giờ tôi cũng không biết là tôi nên vui hay buồn nữa. Khi mà trong tình hình là các thằng em của tôi đang bị chấn thương. Và thật là xui xẻo khi trong trận đấu với Southampton, cái thằng trung vệ bên kia nó lại chơi xấu tôi và khiến tôi cũng phải dính chấn thương luôn. Và tôi phải thông báo với các bạn một điều là tôi phải nghỉ thi đấu cho đến hết tháng 5. Mà các bạn cũng biết đấy, cứ mỗi lần mà tôi gieo sân là MU lại thắng, biết làm sao được bây giờ. Nhưng mà thôi, trong cái rủi nó còn có cái may. Đó là vì tôi ra sân nên cái thằng em của tôi là Dalot mới có cơ hội được vô sân đá đó chứ hả. Chứ tôi mà cứ vô sân tôi đá hoài như thế này thì biết bao giờ nó mới được vô sân đá đó chứ hả. Nên là mọi người phải biết cảm ơn tôi đó nha. Jonathan Barnes, người đại diện của Gareth Bale, đã lên tiếng chỉ trích người hâm mộ của Real. Và họ là một nỗi ô nhục khi liên tiếp chỉ trích phong độ của ngôi sao người xứ Wales. Trong phát biểu mới đây, ông Barnes cho rằng cổ động viên Real nên khôn ngoan hơn khi nghĩ tới những đóng góp của Bale vào thành công của đội bóng vài mùa giải gần đây. Đặc biệt là lời khuyên, người hâm mộ nên hôn chân của tiền đạo xứ Wales. Thiệt sự bây giờ đó hả, là tôi đang rất là bực mình. Tôi không hiểu sao, cứ mỗi lần tôi ra sân bây giờ là các cổ động viên á, lại thổi kèn, lại la lên để làm cái gì đó hả. Tôi biết là phong độ gần đây của tôi nó không có được cao như lúc xưa. Tại vì sao? Tại vì dạo gần đây tôi đang bị đau và khuya tôi cũng hay đi nhậu nữa. Nên là mọi người đừng có la la ó ó nữa. Tôi đang cố gắng để mà cống hiến cho đội bóng biết như thế nào đó hả. Kể từ khi anh Ronaldo đi, tôi rất là khao khát để cống hiến bản thân. Nhưng mà xui xẻo đó là tôi dính phải chấn thương, chứ không phải là tôi đá dở đâu mà mọi người cứ la. Mọi người cứ la ó lên để làm cái gì? Nếu mọi người mà cứ làm như thế nữa là tôi sẽ giận. Mà tôi giận là tôi sẽ bỏ Real đó nha. Mới đây, tiền vệ Lương Xuân Trường đã có mặt tại Nhật Bản cùng Buriram United để đối đầu với đại diện của Czech League là Orawa Red Diamond trong khuôn khổ vòng bảng AFC Champions League. Sau hai trận đầu tiên ở màu áo Buriram, tiền vệ gốc Tiên Hoàng chưa thể hiện đúng với sự kỳ vọng của người hâm mộ. Thậm chí, trong trận đấu tại Thái League gặp Chonburi, anh còn bị chấm điểm thấp nhất đội. Theo điều lệ, mỗi đội được đăng ký một ngoại binh châu Á bên cạnh ba cầu thủ khác thuộc các châu lục khác ở ngoài châu Á để tham dự AFC Champions League. Trước đó, Xuân Trường đã vượt mặt ba cầu thủ châu Á khác là Hajime Hozagai, Xavi Patino và Stefan Vala để góp mặt trong danh sách tham dự cúp C1 châu Á của Buriram United. Đây sẽ là cơ hội để Xuân Trường thể hiện năng lực của bản thân ở sân chơi lớn này để khẳng định giá trị của cầu thủ Việt Nam nói chung. Alexander Dan đang có tên thân mật là Alex. Hiện anh đang là tiền đạo thi đấu cho câu lạc bộ Nesotra ở giải hạng nhất Na Uy, thấp hơn một bậc so với giải đấu cao nhất ở nước này. Alex có bố là người Việt Nam, mẹ là người Na Uy, sinh ra và lớn lên tại Na Uy. Theo chiều cao chính xác được ghi nhận từ các phóng viên là anh cao 1m85, đó là chiều cao lý tưởng cho một tiền đạo đá cấm. Năm ngoái, Alex đã thi đấu khá thành công khi anh là chân sút tốt nhất của câu lạc bộ Nesotra với 13 bàn thắng ghi được ở mùa giải vừa qua. Alex góp công giúp Nesotra kết thúc mùa giải với vị trí thứ 6, đó là vị trí có mặt ở loạt trận playoff thăng hạng cao nhất ở Na Uy. Tuy nhiên, Nesotra đã thất bại ở vòng playoff và vẫn tiếp tục đá ở giải hạng nhất trong mùa giải 2019. Theo người đại diện Mikhail Adampour, chỉ cần VFF gửi thư triệu tập đến Nesotra, ông sẽ cố gắng đưa Alex trở thành công dân Việt Nam. Cha của Alex cũng chia sẻ rằng, giấc mơ lớn nhất chính là con trai của ông có thể cống hiến cho đội tuyển Việt Nam.
Điều này sẽ được cân nhắc khi đội tuyển của Việt Nam đang thiếu một trung phong chấm thực sự. Nếu Alex được triệu tập lên đội tuyển Việt Nam, anh sẽ góp mặt ở các trận giao hữu vào tháng 6 năm nay. Vừa rồi là những nhận định và thông tin đáng chú ý. Hy vọng là các bạn đã có những phút giây thoải mái và thư giãn cùng với Yêu Thể Thao. Đừng quên là truy cập ngay vào website vietnam9.net để có được những nhận định chuyên sâu nhất về thế giới thể thao trong nước và quốc tế. Còn bây giờ, Thu Hà xin phép được nói lời chào tạm biệt. Cảm ơn các bạn đã cùng quan tâm theo dõi. Chúc các bạn sẽ có một ngày làm việc vui vẻ. Và đừng quên là bấm subscribe các bạn nha.